chờ cơ hội nào và được bao nhiêu tuổi mà ai bảo rằng chờ mời quê tôi. Ở nơi đó tôi có một người thương, nàng cứ chiều chiều ra bờ sông giặt áo. Rồi mà chưa thành chồng thành vợ, cha thì lắc đầu, mẹ lại quay lưng rồi bảo: Tao anh thằng Tâm cái tánh cọc cằn, sợ sau này con Hồng về bị nó ăn hi, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Em yêu
đêm qua tòa tăng thở chân theo con nước. Có dòng nước nào về chợ mơ tâm mềm em.